Cả nhà, hôm nay mình sẽ làm bắp cải muối nước mắm nha các bạn cả nhà. Đây là có 2 kg bắp cải. 2 kg bắp cải, giờ mình chuẩn bị cái thau. Bây giờ mình cho vào đây. Ba muỗng cà phê muối dung nha, ba muỗng cà phê dung muối. Bây giờ mình sẽ sắc bắp cải ra. Mình sẽ cho vào cái nồi nước có muối. Bây giờ mình sẽ ngâm ở đây khoảng 1 tiếng đồng hồ nha, để cho những cái bụi bặm sâu xia rồi cho nó ra. Mình cứ ngâm đây. Bây giờ mình sẽ đi nấu nước mắm. Mình sẽ cho vào nồi 1 lít nước. Mình sẽ cho vào đây 100g đường, 200g nước mắm. Ở đây là giấm táo nha. Giấm táo ăn tốt cho sức khỏe nha các bạn. 800g giấm táo. Bây giờ mình bắt lên bếp mình nấu. Mà giấm thì cũng có, các bạn nếu mà mua giấm chay mà không phải giấm táo đó, thì mình cũng phải nêm nếm lại nước nước mà mình nấu chua ngọt mặn này, coi có vừa khẩu vị không nha. Nếu không có vừa khẩu vị, thiếu chua thiếu mặn ngọt gì thì mình gia giảm, mình thêm bớt theo khẩu vị gia đình mình nha. Nước mắm mình đã sôi rồi, mình nhắc xuống nha. Chờ mình nhắc xuống mình để nguội vậy thôi. Lên hơi nhúc nó cho nó bám cái màn hình luôn, không thấy luôn. Giờ để nguội. Trong thời gian mình ngâm 1 tiếng thôi mà mình mắc bận công chuyện các bạn, mình ngâm 2 tiếng luôn. Bây giờ mình đi rửa lại cho thật sạch nha. Mình rửa là nhiều nước để cho ráo. Bây giờ rửa xong rồi, bây giờ mình sẽ cho vào keo. Mình có cắt mấy cái cọng cà rốt, mình cắt bông mình bỏ vô cho nó ngon nha các bạn. Giờ mình sẽ cho gừng vào. Mình cho gừng vô. Tỏi. Ớt luôn. Ớt xanh, ớt đỏ luôn. Bây giờ mình sẽ chế nước mắm giấm vô nha. Mình cho vài lá rau răm vào nha các bạn. Nước chỉ vô đây thôi, nhưng mà ngày mai nó qua đêm là nó sẽ đầy nha. Mình cho nước muối vào. Bây giờ mình lấy bọc mình cho nước vào, mình dằn xuống, mình lấy nắp mình đậy lại. Rồi chiều mai có thể các bạn ăn được rồi nha. Nhưng mà để 2-3 bữa nữa thì nó ngon. Rồi ngày mai mình ăn được mình sẽ lấy làm chia sẻ tiếp. Cải bắp cải mình đã muối ngày hôm qua nè các bạn. À, các bạn thấy ngon ghê luôn. Để mình gấp lại cho các bạn coi nha. Chỉ có qua một đêm thôi mà nó cũng đã thấm rồi nha. Bây giờ mình gấp rồi, các bạn thấy ngon không? Để mình cắt thử một miếng nha. Cắt thử một miếng mình ăn coi nó có thấm vị không. Mới có một đêm thì nó không có thấm mấy nha các bạn. Nó còn giòn ngon quá. Để mình ăn thử rồi. Ngon lắm cô chú anh chị em à. Quá ngon luôn. Nó thơm cái vị của mùi rau răm, mà lại là mùi tỏi, mùi gừng đấy ha. Ăn chua chua mà có gừng vô ăn rất lãm bụng nha. Đợi ngon quá các bạn ơi. Ngon thiệt ngon luôn á. Thôi giờ mình xin chào cả nhà nha. Món bắp cải muối chua của mình cũng đã hoàn thành. Bây giờ các bạn nếu mà đã thấm rồi á, mình chưa ăn kịp thì mình cho vào cái hộp cái gì á nha. Rồi mình cho vào ngăn mát tủ lạnh, mình ăn cũng lâu lắm á nha các bạn. Ăn được 1-2 tuần mà chứ không phải ít đâu. Đó, còn mình để ở ngoài sợ lâu ngày nó chua quá mình ăn không nổi nha.
Các bạn ơi, gấp mấy cái ớt non này nè. Trời ơi, ăn là ghiền luôn, ăn nó đã lắm. Thôi giờ mình xin chào nha, chúc cả nhà làm món này ăn ngon miệng.